cạnh phòng bấy lâu nay, mùa hoa hương đậm vẫn dâng đầy, người vẫn mê mải bao trang viết, ngọn bút tầm hương các chữ vờn bay. Mấy hôm sinh đã đi qua phố, cầu trang tràn gió mắt thâm quầng, hôm nay lại có thêm người nhiễm, sinh lớn bụng rồi phía trời. Cũng